chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ quay sơ về cái khung cảnh hồ Hoa Mai thuộc rừng Vương Quốc Kiên Giang, và đây cũng chính là quê hương của mình. Hiện tại là Xuân đang đứng ở trên đài quan sát để nhìn bao quát về rừng U Minh Thượng. Mọi người nhìn thấy đó, ở hiện tại là mình đang đứng ở trên cái bậc cao nhất của đài quan sát, nên dễ ngắm nhìn cái đó. Mọi người nhìn cái cánh hồ này, những cái cánh hồ này giống như là những cái cánh hoa, người ta gọi là hồ hoa mai đó, như cánh hoa mai vậy đó. Nhìn bao quát cho từ trên xuống dưới. Ở dưới là mình có cái dịch vụ là đạp thuyền để mà mình đi du lịch xuống bên hồ cho dễ hơn. Ở phía giữa hồ có một cái tán cây rất là lớn, rất là đẹp. Mọi người nghe cái tiếng gió hù, đó là tại vì ở trên cao quá, gió thổi vào là nghe tiếng. À, ở đây có một cái dịch vụ nè, xe chở mình đi tham quan rừng đó, làm đường đồ rất là chỉnh chu để xe có thể chạy và mọi người có thể quan sát cảnh rừng một cách dễ dàng nhất. Rừng U Minh, khi xưa người ta cứ nghĩ là rừng U Minh là chỉ có Cà Mau, nhưng mà thực ra rừng U Minh là được chia thành là hai nơi, U Minh Thượng và U Minh Hạ. Và giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ được phân cách với nhau bởi một cái dòng sông gọi là dòng sông Trẹm. Và U Minh Hạ ở Cà Mau và U Minh Thượng ở Kiên Giang. Kiên Giang thì nhớ đến thăm hồ Hoa Mai, vườn quốc gia U Minh Thượng nha. Và đây mọi người sẽ hưởng một cái không khí trong lành và thoáng mát, rất là thoải mái. Ở chính giữa là cái hồ đây, chính giữa là cái hồ, và xung quanh là những cái đường đi, những cái đường viền người ta tạo ra giống như là một cánh hoa, năm cánh hoa, bông hoa mai gì đó. Ở xung quanh ở phía dưới là bèo, cái mảng xanh xanh đó là bèo rất là dày đặc, nên thành ra là những bớt bèo đi để mà những cái con thuyền, những cái con vịt người ta có thể là đạp đi được ra xa hơn, vì bướm bèo thì không thể nào đạp vịt đi được hết á.